Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Anh. Kênh của Kim Anh là xem bói bài về tâm linh. Mọi người vào xem kênh của Kim Anh đó, thì Kim Anh nhờ mọi người vào đăng ký kênh ủng hộ cho Kim Anh và chia sẻ cho Kim Anh một lượt. Cũng như trên cái quẻ bài của mỗi người đó, thì Kim Anh sẽ nói về cái vấn đề công việc làm ăn, đường đi nước bước và vấn đề tình cảm nhân duyên của mình trong cuộc sống của mình hàng tháng trong cuộc sống của mình nó thể hiện như thế nào qua từng cái giai đoạn. Thì hôm nay Kim Anh cũng sẽ tiếp tục chia sẻ về vấn đề của bạn nam này, sinh năm 1981, hiện tại đang là độc thân. Thì trên con đường đi nước bước, trên con đường bổn mạng của bạn này hiện tại bây giờ cho thấy tâm trạng của bạn là đơn chiếc. Bạn hơi đơn chiếc, như là mình cảm thấy mình cô đơn á. Thì trên con đường đi nước bước, trên con đường bổn mạng của bạn thì cho thấy rạng rỡ sáng suốt, rất là tốt đẹp. Đường đi nước bước của bạn hiện tại bây giờ có thể nói là âm phò dương trợ, quý nhân giúp sức rất là tốt. Đồng thời trên con đường bổn mạng của bạn hiện tại bây giờ cho thấy có vong linh của âm thần tài theo có vong linh của một cặp vợ chồng theo gia hộ trên con đường bổn mạng, đồng thời là có thần tài theo gia hộ rất là đẹp. Cho nên trên con đường bổn mạng của bạn hiện tại bây giờ có thể nói trên đường bổn mạng của bạn có thứ nhất là âm phò, thứ hai là dương trợ. Dương trợ ở đây là cho thấy có một cặp vợ chồng. Cặp vợ chồng này thì có thể nói là có tài có đức, cũng như là tài đức vẹn toàn, giúp đỡ mình, nâng đỡ mình trên con đường sự nghiệp tài lộc của mình. Cho nên trên con đường bổn mạng của bạn năm nay, bắt đầu từ tháng 6 đi lên á, có một cặp vợ chồng nào có ý định nâng đỡ hoặc giúp đỡ mình, giới thiệu cho mình về công việc làm ăn, hoặc là một mai mối cho mình tình cảm, thì trên con đường bổn mạng của bạn, bạn nên đón nhận. Cơ hội sẽ đem đến cho bạn được cơ hội tốt và đạt được hy vọng là từ 80%. Bổn mạng của bạn nói về cái tuổi Tân Dậu này, trong tháng 5 này thì hơi xui hơi xấu, nhưng tháng 5 này nó vượt qua được cái khó khăn trở ngại trong tháng 5 rồi, thì bắt đầu từ tháng 6 đi lên, cơ hội sẽ đem đến cho bạn được cơ hội. Cho nên năm nay nói về trong con đường bổn mạng của bạn, bạn có ý định mua đất, mua cát, xây nhà, xây cửa gì, thì cơ hội đem đến cho bạn là được từ 80%. Đồng thời trên con đường bổn mạng của bạn ở đây, đúng ra bạn phải là một người có địa vị trong xã hội thì mới đúng. Thứ hai nữa thì đường bổn mạng của bạn thì hy vọng là sẽ có cơ hội có tài, có lộc. Tài lộc đến với bạn có thể là tài lộc bất ngờ, hoặc có thể nói là bắt đầu là sẽ được thiên tạo ban lộc ban tài đến cho mình trên con đường bổn mạng của mình rất là tốt. Dù vậy thì nhắc bạn trên con đường công danh sự nghiệp của bạn, đường đi nước bước của bạn trên con đường tài lộc của bạn, thì nhắc bạn cẩn thận trong cái tháng 11. Trong cái tháng 11 này, thứ nhất là đường đi nước bước của bạn trên con đường sự nghiệp tài lộc, nếu như bạn có ý định đi đâu xa làm ăn cầu tài cầu lộc, thì nhắc bạn tuyệt đối không chọn cái tháng 11 làm đích, cũng như xe cộ đi lại của mình cần phải cẩn thận từ từ, không nên can thiệp vào bất cứ chuyện gì của ai, tránh ảnh hưởng tai tiếng đem đến danh dự, đem đến tai tiếng ảnh hưởng tới danh dự của bản thân mình trên con đường sự nghiệp tài lộc. Đúng ra trên con đường tài lộc sự nghiệp của bạn là bạn sẽ có cơ hội tốt đẹp và đem đến cho bạn được cái sự đền bù nhiều hơn 4 năm trước. Nói về trong 4 năm qua trên con đường sự nghiệp tài lộc của bạn á, có thể nói là tai đến nhiều hơn tài, và đường tài lộc của bạn thì có thể nói là hao tài thất lộc nhiều hơn là có tài có lộc. Ảnh hưởng vận pháp lý cũng có, tai ắt đến với mình trên con đường sự nghiệp tài lộc cũng có. Thì hy vọng trên con đường công danh sự nghiệp tài lộc, thứ nhất thì nhắc bạn cố gắng cầu nguyện với cụ quyền. Thứ hai nữa thì hỏi bạn trong quá trình trên con đường sự nghiệp tài lộc của bạn 2 năm qua tới 7 năm qua, bạn có hứa hẹn một vấn đề gì về cái phần tâm linh, như là mình thờ phụng hoặc cúng cấp một cái vấn đề gì trong khi mình làm ăn cầu nguyện, mà mình vô tình mình hứa mà mình không hay không biết, thì nhắc bạn cố gắng nhớ và thực hiện cái lời hứa của bạn, để cho con đường tài lộc sự nghiệp của bạn nó đem đến cho bạn được cơ hội tốt đẹp hơn. Trên con đường sự nghiệp của bạn thì cho thấy đường tài lộc sẽ quay trở lại với mình và sẽ đem đến cho mình được cơ hội đền bù. Tuy vậy thì trên con đường công danh sự nghiệp tài lộc của bạn, nhắc nếu như có một người anh trai nào có ý định rủ rê bạn hùng hập làm ăn, vay mượn tiền tài vật chất, thì nhắc bạn cần phải cẩn thận đề phòng giữ gìn, coi chừng bị hao tài thất lộc không hay không tốt, cũng như là bị cái sự lường gạt thì không có nên.
Đồng thời trên con đường công danh sự nghiệp tài lộc của bạn ở đây thì cho thấy có một quý nhân nữ. Quý nhân này có thể nói là bạn nữ. Bạn nữ này trong quá trình ở quá khứ có thể nói là nâng đỡ giúp đỡ mình về vấn đề tài lộc, cũng như là đồng hành với mình, chung sức với mình trên con đường sự nghiệp tài lộc rất là vững. Nhưng vì lý do hoàn cảnh trở ngại gì mà người ta xa rời mình hoặc là người ta ngưng với mình, thì hiện tại bây giờ người này đang ôm cái ý định quay trở lại với bạn và nâng đỡ bạn, giúp đỡ bạn trên vấn đề tài lộc của bạn. Thì đúng duyên trên con đường hôn nhân, hạnh phúc, tình cảm của bạn hiện tại bây giờ cho thấy, thứ nhất là bạn phải có duyên với tình ở xa, thứ hai là bạn có duyên với tình mai mối, và thứ ba nữa là bạn có duyên với tình cũ quay trở lại. Thì hiện tại bây giờ bạn đang ôm cô đơn hướng về một người bạn nữ nào, thì cho thấy người nữ này đang có ý định quay trở lại với bạn và đem đến cho bạn cái sự đền bù trên con đường tình cảm cũng như là trên con đường sự nghiệp rất là tốt. Mà cơ hội người này có đem đến cho bạn được cái sự bình yên hay không, đem đến cho bạn được cơ hội tốt trên con đường tình cảm hay không, và đem đến cho mình được cái sự đền bù vững vàng trên con đường sự nghiệp hay không thì cũng bắt đầu từ tháng 9 đi lên. Thì từ tháng 9 đi lên, nếu như có một người bạn nữ nào có ý định quay trở lại với bạn trong quá khứ thì nhắc bạn, bạn cứ mở rộng vòng tay đón nhận, thì con đường tình cảm sẽ đem đến cho bạn được cơ hội đẹp, cũng như trên con đường nhân duyên tình cảm của bạn ở đây á, chẳng những là người nữ thương mình mà bạn là một con người có duyên, cho nên đi tới đâu cũng được kẻ thương người mến. Chẳng những người ta thương bạn mà cả gia đình người ta cũng thương yêu bạn, hoặc có thể nói trên con đường tình cảm nhân duyên của bạn, bạn đi tới đâu cũng được kẻ thương người mến rất là tốt, như là nam thương quỷ nữ mến ha. Cho nên nói về trên con đường nhân duyên tình cảm của bạn thì cho thấy như vậy. Nhưng mà đường tình cảm của bạn, bạn vẫn cảm thấy mình đơn chiếc. Bạn đang đơn chiếc, bạn đang cô đơn hướng về người nữ nào, thì cho thấy người này rất là tốt. Người này có ý định là quay trở lại với bạn rất là đẹp. Cho nên bạn cứ đặt niềm tin cũng như là tạo cơ hội. Nếu như người ta quay trở lại với bạn thì bạn nên mở rộng vòng tay đón nhận, thì bạn sẽ có được cái cung hôn nhân cũng như con đường tình cảm của mình, đem đến cho mình được cơ hội đền bù đẹp trên con đường nhân duyên, hạnh phúc, tình cảm của mình. Đó là cái vẻ bài của bạn, sinh năm 81, hiện tại là đang là độc thân. Thì nói chung cái vẻ bài của bạn ở đây thì có những cái vấn đề gì cần lưu ý. Thứ nhất là trên con đường tài lộc của bạn thì nhắc bạn cẩn thận trong cái tháng 11 là thứ nhất. Thứ hai, nếu như có một người anh trai nào tới rủ rê mình hùng hập làm ăn thì bạn cần phải hạn chế, cẩn thận đề phòng, đặc biệt trong cái tháng 11 tới luôn. Thứ ba nữa thì con đường nhân duyên, hạnh phúc, tình cảm của bạn mà có được cái sự đề bù đắp hay không thì bạn nên mở rộng vòng tay đón nhận, bạn sẽ có cơ hội bù đắp. Dù vậy thì đường tài lộc của bạn nhắc bạn cẩn thận nhiều trong cái tháng 11, đường đi nước bước của mình ha, hoặc là không nên va chạm bất cứ vào cái vấn đề gì của ai, nhưng mình không nên can thiệp vào bất cứ việc gì của ai hết, tránh cái sự là ách giữa đàn mang vào cổ không hay không tốt. Chứ đúng ra đường tài lộc của bạn từ 4 năm tới 11 năm vừa qua có thấy là tai nhiều hơn tài, như là cơ hội tài lộc đến với mình không có được nhiều. Dù vậy thì nhắc bạn năm nay cơ hội tài lộc sẽ đem đến cho bạn cơ hội, dù không nhiều nhưng mà sẽ có cơ hội là có tài có lộc. Đường tài lộc của bạn thì bắt đầu tốt đẹp là bắt đầu. Nói về trên con đường tài lộc của bạn mà bắt đầu tốt đẹp với bạn đi lên đó, là bắt đầu từ cuối năm đi lên bạn sẽ có cơ hội có tài có lộc tốt. Dù vậy thì nhắc bạn một lần nữa cố gắng trong cái tháng 11 này. Đây là cái vẻ bài của bạn nam sinh năm 81, mọi người vào xem. Thì đây chỉ là mang cái tính chất tham khảo cho những bạn nào mà nằm vào cái tuổi Tân Dậu. Còn mọi người mà có thắc mắc hoặc có nhu cầu về bản thân của mình, có cái sự việc gì xảy ra tốt hay là xấu, hoặc là muốn tìm hiểu sâu sắc hơn về cái bản thân của mình đó, thì mọi người vào trong Zalo kết bạn. Thì nếu như mọi người có nhu cầu vào kết bạn gửi thông tin thì vào, thì Kim Anh sẽ giải đáp cho mình ha. Còn vẻ bài hôm nay thì Kim Anh xin tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau nha.